Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2022, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Châu Đốc bàn giao căn nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Châu Phú B. Đến dự có ông Lê Thanh Hảo, Phó Ban Dân vận Thành ủy Châu Đốc. Căn nhà được bàn giao cho hộ ông Phạm Văn Sang, sinh năm 1963. Thường trú tổ 5 khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Căn nhà được xây dựng với diện tích 32m², ngang 4m, dài 8m, nền lót gạch men với tổng trị giá gần 71 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Châu Đốc vận động ông Roger Quang, Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.